cho tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi những đàn trà con và rà mẹ nha. Bây giờ mình sẽ kể chuyện. Một buổi sáng đẹp trời, một gà mẹ và đàn gà con đi ra vườn kiếm ăn, kiếm rung và kiếm thóc. Gà mẹ sẽ đi trên kia, đàn gà con lông vàng đi theo mẹ tìm ăn trong vườn, cùng tìm mồi ăn ngon ngon. Đàn gà con xinh kia ơi, thóc vai rồi nhặt ăn cho nhiều, uống nước vào là no diều, cùng tìm mồi ăn ngon ngon. Đàn gà con xinh kia ơi, chiếp chiếp chiếp. Cục 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 cục. Có thức ăn rồi các bạn ơi. À, có thức ăn giờ, có dung rồi, có dung rồi. Dung màu xanh. À, mình cũng kiếm được một con dung màu xanh nhỉ. Mình thích ăn thóc, mình sẽ ăn thóc. Mình sẽ cắt một con dung. Đây, một con dung của mình. Và một con dung của mình. Tiếp theo là một con dung của mình nè, đẹp nè. Một con dung của gà mẹ và một con dung của con này, màu xanh. À, đi thôi, các con ơi, ăn màu tiếp. Ngon quá, ngon quá. Cục 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 cục. Các con ơi, khủng long tới rồi, chạy đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Kìa bạn con rơi, bạn con cũng chạy đi. Thì cứ đi theo hàng là đủ rồi. Mau lên, mau lên. Nha, chạy thật nhanh. Tôi nhớ khủng long đuổi. Tôi nhớ khủng long đuổi. Người đi đâu đó không trốn được ba đâu. Đánh ra. Không, tôi sẽ. Anh sẽ hối hận. Không, ta không tránh ra. Mà sao? Ta sẽ dẫn thóc của các người. Các người tránh. Gà mẹ tránh ra. Thì ta có thể nuốt những con gà con. Ta sẽ người ra. Mất. Mẹ ơi. Sao cũng phải mất. Mẹ ơi, mẹ ơi, đứng dậy. Đứng dậy rồi. Rồi rồi, mau. Đập một phát ngất. Các người còn gì? Nói cho ta biết. Còn khi hết nữa. Ta không nói cho người biết. Nói không ta sẽ nuốt chứng mấy đàn con của người. Ta sẽ không bao giờ nói cho người biết. Nói không ta sẽ kêu mấy đứa của ta ra. Ăn hết rồi đó nha. Ta sẽ kêu những đàn em của ta. Mấy em ơi ra đây. Nuốt trứng những chú gà con thật ngon lành. Trời có thức ăn rồi hả? Tưởng cái gì? Đói quá, mấy ngày nãy chưa ăn được cái gì. Đây là ba đàn em của ta. Đây là anh của ta. Rồi đây là anh của ta, anh hai. Còn ta là anh cả, còn đây là anh hai. Chúng ta sẽ chiến đấu với gà mẹ. Các người đừng có dễ nuốt những đàn gà con của ta nha. Bây giờ
ai sẽ xung phong lên trước nào? Ta để ta đã mời anh lên. Ta đứng đây. Người các bạn ơi, ta sẽ nhốt các người lại một lòng để ta đếm còi. Các người nhớ không được chạy. Em, hai em lại đây, kê con gà mẹ này đi. Đùa. Rồi lại đây, kê tới chỗ này, chắn mấy chú gà con lại. Một, hai, ba và bốn và năm, năm con. Đói bụng quá, để ăn thịt dần dần. Đầu tiên là con này là mẹ ơi, kim bằng quang ơi, mẹ ơi tỉnh dậy. Mẹ của các người không tỉnh dậy nữa đâu. Rồi ta sẽ nhốt người một đàn. Rồi chỗ này còn hai con. Ta sẽ nhốt người ở đây. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, cứu bọn con với. Chứ khu vườn này là của ta. Sẽ đi. Mẹ ơi, cứu bọn con với. Mẹ ơi, tỉnh dậy đi. Trời, ta là bác tư sách. Sao mà la quăng xuồng? Sao mà mày tu ra con à? Nốt trong vườn qua con này là đừng có xỉn tay lại. Bây giờ bác tay con luôn sẽ xuất hiện và cứu gà con. Xin bác vũ khí đầu tiên. Xin đây là bảo kiếm đầu tiên để mình chiến đấu với cùng ông. Cái gì mà nào cùng ngoài này rồi, ta sẽ ra coi. Xin không được đâu, mấy cái này ta đã bỏ mật khẩu rồi. Nếu người mà mở mật khẩu đúng thì ta sẽ cho mấy đàn gà con này thoát ra khỏi lòng. PPAP sai. Ta sẽ chiến đấu với các ngươi. Chín. Anh em tấn công. Ta sẽ cắm một nữa. Rồi thân kiếm này vô hại rồi. Người còn gì để đấu với hai anh em của ta? Chuyện thua cái gì? Đây là rượu tử thân. Xinh. Ta có cái này. Ta cũng có cái này ha. Cho con ngồi là hồ đồng bao. Ta sẽ tăng cắm một nửa trong ba này. Đến anh. Yeah.
chẳng được. Cha. Cha. Kẹp lại. Kẹp. Bố dũng rồi. Bây giờ bảo vô thành công. Xin xin xin. Con này liều quá. Ta sẽ hút vào. Bây giờ ta đã hút được. Con này xin xin. Đấy là con thương nó sẽ thoát ngay. Đâu con này yêu quá. Các bạn có thích thì không? Ok. Bye bye.